bạn xem video gà thì các bạn bấm vào phía bên góc nè, nhiều bạn xem máy tính thì dễ, còn cái của cái phone nó cũng dễ nữa. Cái phone nó nằm trên góc là chữ Y trên đây, bấm vô lên cái, bấm vô một cái thì nó sẽ hiện ra những cái desk mà gần nhất gà up lên đó, nó sẽ nằm đây hết đó, các bạn có thể thấy. Còn hoặc ra là coi tới cuối video vẫn có hai cái để hiện lên cho các bạn xem ha. Ngoài ra thêm một cái nữa, các bạn bấm bằng show more nè, cái nhiều bạn không biết cái gì, nhiều không để cái vụ này, cứ bấm đi show more chữ này, nó sẽ hiện lên cái thông tin như là desk code nè. Bạn nào chưa biết xài desk code thì các bạn vào game, vào My Collection và quay qua đây copy cái đoạn code này, copy từ đây đó, xong rồi quay lại game thì nó sẽ tự động tạo cái desk mà gà đang chơi phía trên đó các bạn. Ngoài ra cũng có group Discord để các bạn tham gia chém gió ha, có những cái video gần nhất nè, những cái desk gần nhất cho các bạn có thể tham khảo. Ngoài ra thì đây là những cái phần mà các bạn có thể support, bạn muốn donate support channel của gà nằm đây hết. Đây là những cái thông tin về bay rồi nhóm rồi các kiểu đặc điểm ha đó. Rồi đó là một phần, ngồi các bạn bấm vô đây, bấm đây. Nếu bạn không biết search thì mình chỉ luôn vô đây, các bạn vô phần playlist đó, mình chỉ một lần để mốt các bạn hỏi thì mình sẽ quăng cái này ra đó các bạn. Đây nè, đây chú ý cái phần này của Hearthstone nha, cái phần trên này nè, nó các bạn đang quay là của Hearthstone. Thì Hearthstone Beta Playlist là những cái deck ở bên Standard Mode, newbie diary là dành cho newbie, thì bấm vô đây nó sẽ sổ tất cả những video mà cho newbie, các bạn có thể coi từng cái. Cái này là Hearthstone Lab, những cái deck mình đang test. Mình test thôi, mình chơi vui vui thôi. Các bạn nào thích thì có thể thử, không sao hết. Hearthstone Go Wild là những cái deck bên ngoài. Cái moment này là những cái khoảnh khắc mình đánh vui vui, mình quay lại cho các bạn xem. Rồi cái Hearthstone Adventure này á, là những cái mà đánh boss, cái kiểu là điểu đó, đánh boss của mấy Adventure rồi đó, mấy cái Adventure trước rồi cũng vậy, cũng mình để trong đây hết. Mở bắt rồi cái kiểu là mình để trong đây hết. Cái vậy đó, Hearthstone này nằm đây. Đó. Với cổ của Việt Nam đánh nữa nha. Streaming time là những cái những video mà mình streaming, mình up lại đây. Tất cả những video mà mình stream là mình đều up lại hết. Nó nằm đây hết nè. Còn những Hearthstone game đây là những cái video mà các bạn kiểu yêu cầu là mình muốn tham khảo thêm về cái đó. Ví dụ các bạn nói anh đánh du nhiều hơn cho em xem thì nó nằm đây. Hay là đánh một cái gì đó nhiều hơn thì nó nằm ở đây. Hearthstone game đây nằm đây. Ha. Ngoài ra có những cái video của game, những cái game khác, những cái game offline khác mình chơi. Hồi xưa giờ mình chơi mình up đây hết. À, tại hiện tại không có thời gian để chơi những cái game, tại vì có nhiều cái game offline bây giờ nó rất là nhiều, tốn rất là nhiều thời gian, kiểu như open world á, chơi rất là tốn nhiều thời gian, mình chưa chơi, sau này mình sẽ có thời gian mình sẽ chơi, và những cái game mình cảm thấy rất ưng ý thì mình sẽ chơi, mình up đây cho các bạn xem, nếu mà nào muốn xem thì xem, không sao. Chạy game thật sự rất là dài, có ngoài ra có Overwatch nè, Liên Minh, Diablo, đó, cái này là chủ yếu là giới thiệu cho các bạn dễ sợ ha.